Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 của bài 7. Thì bài này gồm có 3 phần. Phần 1 và phần 2 á, tôi giới thiệu về cái bản từ mới của bài này. Và phần 3 là ôn lại từ mới và chúng ta đọc các cái đoạn đàm thoại. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem cái bản từ mới nha. Thứ nhất á, là chúng ta ôn lại những cái ngày mà chúng ta đã học. Chúng ta cùng tham khảo nha. Thứ nhất chúng ta có từ chủa thiên. Chủa thiên là hôm qua. Rồi kế tiếp nữa là chín thiên. Chín thiên là hôm nay. Rồi kế tiếp nữa là miễn thiên. Miễn thiên là ngày mai. Và cuối cùng là hậu thiên. Hậu thiên là ngày mốt. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chủa thiên, chủa thiên, chín thiên, chín thiên, miễn thiên, miễn thiên, hậu thiên, hậu thiên. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nha. Tôi đọc và giải thích trước, sau đó rồi chúng ta cùng đọc theo. Đoạn này có hai người A và B trao đổi với nhau. Miễn thiên đi cho sở mơ, tức là ngày mai bạn làm gì. Qua hở ba bà chư hở nề, tôi và bố đi Hà Nội. Nì mến chư hở nề cho sở mơ, tới hai người đi Hà Nội làm gì. Qua ba bà dù sơ, bố tôi có việc. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Miễn thiên đi cho sở mơ, qua hở ba bà chư hở nề, nì mến chư hở nề cho sở mơ. 我爸爸有事. Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu sang từ thứ hai. Từ thứ hai là thiên chi. Thiên chi âm tiếng Việt là thiên khí. Thiên khí có cái nghĩa là thời tiết. Có nghĩa là thời tiết. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè. 现在河内天气好吗? Bây giờ thời tiết của Hà Nội có tốt không? Thời tiết ở Hà Nội có tốt không? Hỉnh họ đi giao sư hở nay ba. Rất tốt. Bạn muốn đi Hà Nội à? Tuy, wǒ yǒu shì. Vâng, tôi có việc. Đi giao qù jǐ tiān. Thế bạn muốn đi mấy hôm? San tiān, ba hôm. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xiān zài hě nèi tiān qì hǎo ma? Hǎn hǎo. Nǐ yào qù hě nèi bā? Duì, wǒ yǒu shì. Nǐ yào qù jǐ tiān? San tiān. Kế tiếp nữa ta có từ thứ ba đọc là zěn mě yàng. Zěn đúng ra nếu chúng ta đọc chậm chúng ta sẽ đọc là zěn mě yàng. Nhưng mà khi nhanh nó có cái xu hướng là cái chữ e đó nó ăn vô em m luôn. Và từ mơ đọc rất nhẹ nó sẽ đọc là zěn mě yàng. Zěn mě yàng, chữ mơ đọc nghe rất nhẹ, zěn mě yàng. Có khi chúng ta không nghe thấy luôn. Nghĩa là sao hoặc là thế nào và âm Hán Việt là chậm, ma và dạng. Thì tại có nhiều bạn đề nghị mình cứ cho âm Hán Việt hết, chứ còn như chẩm và ma thì không thấy dùng ở đâu nữa trong tiếng Việt hiện đại. Chỉ còn cái chữ dạng là hình dạng thì chữ dạng nó còn dùng thôi. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới nha. Nó có hai đoạn đàm thoại. Ta tham khảo đoạn trên nè. Hǎo jiǔ bù jiān, nǐ shēn tǐ zěn mě yàng? Tức là lâu rồi không gặp, sức khỏe bằng thế nào? Nǐ shēn tǐ zěn mě yàng? Wǒ shēn tǐ hěn hǎo, nǐ nè? Sức khỏe tôi rất tốt, tức là tôi rất khỏe đó, còn bạn thế nào? Wǒ yě hěn hǎo, xiè xiè. Tôi cũng rất khỏe, cảm ơn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Hǎo jiǔ bù jiān, nǐ shēn tǐ zěn mě yàng? Wǒ shēn tǐ hěn hǎo, nǐ nè? Wǒ yě hěn hǎo, xiè xiè. Và kế tiếp chúng ta tìm hiểu đoạn 2. Zhè zhī bǐ zěn mě yàng? Cây bút này thế nào? Zhè zhī bǐ hěn hǎo. Cây bút này rất tốt. Kě shì hěn guì. Nhưng mà rất mắc hoặc là rất đắt. Từ guì nằm ở trong cái cụm là niǎn guì xiān. Guì xiān là cái họ quý báu á.
Thì một cái từ quy nó tách ra, nó có nghĩa là đắc hoặc là mắc. À, đắc hoặc là mắc. Chúng ta cùng đọc nha. Trơ trí bì zǎ mě yāng? Trơ trí bì hěn hào, kě shì hěn guì. À, chúng ta lưu ý nhớ là zǎ mě yāng thì chúng ta đọc nhanh, mơ nó nghe nó không có còn nữa. Zǎ mě yāng, zǎ mě yāng thì sinh thị zǎ mě yāng. Vậy là được rồi. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ tư. Từ thứ tư đọc là phê chẳng. Phê chẳng âm hán Việt là phi thường. Thường, phi thường, chữ phi đây có nghĩa là không, phi thường là nó không ở cái mức bình thường á. À, có nghĩa là mức rất cao, hết sức, vô cùng, cực kỳ. Nó là một phó từ chỉ về mức độ. À, chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè. Jīn tiān tiān qī zǎ mě yāng? Fēi chǎng hǎo. Hôm nay thời tiết thế nào? Cực kỳ tốt. Và chúng ta lưu ý từ phế sản thì nó có cách dùng cũng như từ hình thôi, nhưng mà cái mức độ của nó thì cao hơn. Như vậy là chúng ta xem ví dụ bên dưới thì chúng ta nắm nè. Thiên chi hỉnh hộ thì là thời tiết rất tốt. Nhưng nếu nói là thiên chi phế sản hộ là thời tiết cực kỳ tốt. Như vậy là phế sản mức độ cao hơn hình. Chúng ta nhớ như vậy là được rồi. Kế tiếp nữa chúng ta tách cái từ sản ở trong phế sản ra. Thì chữ sản không âm ở Việt là thường, và nó cũng có nghĩa là thường luôn. Chúng ta xem mấy cái ví dụ bên dưới nè. Wǒ bà bà chǎng qù hě nèi kān yě yě nǎi nǎi. Wǒ bà bà chǎng qù hě nèi kān yě yě nǎi nǎi. Bố tôi thường đi Hà Nội thăm ông bà nội. Ví dụ hai nè. Wǒ hě xiǎo wǎng chǎng qù kān lǐn lǎo shí. Wǒ hě xiǎo wǎng chǎng qù kān lǐn lǎo shí. Tôi và bạn Vương thường đi thăm thầy Lâm. Và hãy cái thể phủ định của nó, hình thức phủ định chúng ta thấy nè. Cứ gờ bu sản suy dỗ chỉ, anh tôi không thường đi bưu điện. À, như vậy là phủ định là bu sản. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Wǒ bà bà chǎng qù hě nèi kān yě yě nǎi nǎi. Wǒ hě xiǎo wǎng chǎng qù kān lǐn lǎo shí. Cứ gờ bu sản suy dỗ chỉ. Và chúng ta xem cái đàm thoại bên dưới. Nì chẳng chú yến hãng mà. À, khi hỏi chúng ta hỏi như vậy đó. Bạn thường đi ngân hàng không? Nì chẳng chú yến hãng mà. Bù chẳng. Nì nè. Dẹ bù chẳng. Không có thường. Còn bạn thế nào? Tôi cũng không có thường xuyên. Wǒ měi yǒu shěnme shì yào qù yín hǎng. Wǒ měi yǒu shěnme shì yào qù yín hǎng. Tôi không có việc gì để cần đi ngân hàng cả. À, kế tiếp nữa xin mời các bạn xem từ thứ năm, đó là từ phân. Từ phân âm Hán Việt là phong. Thì phong có nghĩa là gió. À, chữ phong này có nghĩa là gió. Giờ chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Zuo tiān yǒu fēng ma? Zuo tiān yǒu fēng ma? Hôm qua có gió không? Mǐ yǒu? Không có. Zuo tiān tiān qì fèi chǎng hǎo? Hôm qua thời tiết rất là tốt, cực kỳ tốt. Jīn tiān nè, còn hôm nay thì sao? Jīn tiān yǒu tā fēng, hôm nay có gió lớn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Zuo tiān yǒu fēng ma? Měi yǒu. Zuo tiān tiān qì fèi chǎng hǎo. Jīn tiān nè? Jīn tiān yǒu tā fēng. Kế tiếp chúng ta có từ thứ sáu, chúng ta đọc là sàn bù. Sàn bù. Âm Hán Việt là tán bộ, thì âm Hán Việt vẫn còn dùng chữ tán. Đây là ly tán, đó là dùng từ tán này đây. Còn bộ này là bước đi ấy. Bộ là bước đi cũng còn dùng. Và cái nghĩa của san pu có nghĩa là dạo hoặc là đi tản bộ hay là bách bộ gì đó. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Jīn tiān tiān qì hěn hǎo, wǒ měn qù san pu bǎ. Hôm nay thời tiết rất là tốt, chúng ta đi dạo đi, đi tản bộ đi. Xiān zài wǒ yǒu shì lè. Liáng diǎn bàn zěn mě yāng? Kě yǐ. Bây giờ tôi có việc rồi. 2:30 thế nào? Tức là 2:30 được không vậy? Zěn mě yāng? Nghe chỗ này nó có nghĩa là được không vậy? 2:30 thì thế nào á? Kě yǐ là được. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Jīn tiān tiān qì hěn hǎo, wǒ měn qù san pu bǎ. Xiān zài wǒ yǒu shì lè. Liáng diǎn bàn zěn mě yāng? Kě yǐ.
Chúng ta lưu ý nè, sanpu có cái hình thức lặp lại là san sanpu, chứ chúng ta không có được nói là sanpu sanpu. Vẫn nhắc lại là khi mà động từ lặp lại thì nghĩa nó giảm đi. Như vậy là san sanpu có nghĩa là đi tản bộ một chút hay là đi dạo một chút, nhưng nhớ nói là san sanpu chứ không có được nói là sanpu sanpu nha. Chúng ta lưu ý vậy là được rồi. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ bảy. Từ thứ bảy là wai pian. Wai không là ngoài, và wai pian là bên ngoài. Âm hóa Việt là chữ ngoại cũng còn dùng, và chữ biên cũng còn dùng. Biên giới, biên cương, biên thùy gì đó chúng hôm trước chúng ta gặp á, vẫn cứ còn dùng. Có nghĩa là bên ngoài thôi. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè. Wai pian yu ren ma? Wai pian yu ren ma? Thế bên ngoài có người không? Dĩ cơ ren và mỹ yu. Một người cũng không có, tức là không có người nào hết. Xèo quảng lãi là ma? Xèo quảng đến chưa vậy? Mỹ dồ vẫn là chưa. Vẫn nhắc lại Mỹ dồ, nếu đằng sau nó là danh từ thì là không có. Và Mỹ dồ sơ là tôi không có xe. Mỹ dồ rỉnh là không có người. Nhưng mà Mỹ dồ nếu đứng trước các cái động từ thì Mỹ dồ có nghĩa là chưa. Như trong này nó đang hỏi về một cái bạn tiểu vương nào đó đến chưa, thì Mỹ dồ đây có nghĩa là chưa. Chúng ta cùng đọc lại nha. Quay bên dồ rỉnh ma? Dĩ cơ rỉnh về Mỹ dồ. Xe quảng lại là ma? Mỹ dồ. Còn nếu trường hợp mà xe quảng nó đã đến rồi thì sẽ trả lời thá lãi la hoặc là lãi la là được rồi. Chúng ta lưu ý ngược lại với wai pian là lì pian. Lì pian là bên trong. Hôm trước ta học một từ lì có nghĩa là trong. Ni cha lì yo sơ mơ rèn, ni cha lì yo sơ mơ rèn, thì bây giờ lì pian có nghĩa là bên trong thôi. Chúng ta xem nè. Xe quảng tha minh tôi chai lì pian là của mình về trên suy ba. Xe quảng tha minh tôi chai lì pian là của mình về trên suy ba. Sau nó có cái cách dùng lạ lạ là xe quảng tha minh. Ta lưu ý nha, tha minh là chúng nó, tụi nó hay là họ gì đó. Như vậy xe quảng tha minh chúng ta sẽ dịch là bọn xe quảng hay là tụi xe quảng. Bọn xe quảng, bọn xe quảng đều ở bên trong cả rồi. Của mình về trên suy ba. Chin là đi vào. Hôm nay ta có thêm từ suy nữa, thì các bạn cứ tạm hiểu nó chin suy là đi vào đi. Rồi mai mốt mình sẽ giải thích sau. Vài bài nó sẽ đến. Thực ra nó là một cái bổ ngữ chỉ xu hướng á. Chin suy là đi vào. Rồi mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xèo quảng tha minh tôi chai lì bên là quả mình về chin suy bà. Kế tiếp tôi xin mời mọi người chúng ta cùng xem từ mới thứ 8. Từ mới thứ 8 là lờn. Lờn có nghĩa là lạnh. Lạnh thì có băng tuyết, cho nên phía bên trái của nó có bộ đó là bộ băng. Bộ này chúng ta cũng đã gặp rồi. Âm hán Việt là lãnh. Ví dụ lãnh cảm, lãnh cung, lãnh là lạnh. Lãnh đạm tức là lạnh nhạt hoặc là thờ ơ. Rồi, nghĩa là lạnh thôi. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Wai bian lờn ma? Wai bian hỉnh lờn. Bên ngoài có lạnh không? Bên ngoài rất lạnh. Chúng ta lưu ý đó, bộ băng thường chỉ những gì liên quan đến băng tuyết hoặc là lạnh giá. Ví dụ chúng ta có từ tôn. Tôn là mùa đông, thì mùa đông có băng tuyết, cho nên bên dưới nó có bộ đó là bộ băng đó. Cái cách viết nó khác một chút thôi, hai cái chấm bên dưới là bộ băng. Hoặc là ta có từ tôn, đọc là tôn là thanh tư, rét lạnh rét, ví dụ như rét chết đi được chẳng hạn, đó là nó sẽ dùng từ tôn này. Còn trên là tung là mùa đông là danh từ. Chúng ta cùng đọc nha. Quay bên lần ma? Quay bên hình lần. Kế tiếp ta có từ rơ. Rơ là nóng. Rơ là nóng, âm hán Việt là chữ nhiệt. Thì nhiệt độ, nhiệt lượng, nhiệt kế rồi. Thì hiện bây giờ âm hán Việt của từ nhiệt này vẫn còn dùng rất nhiều. Của từ rơ này vẫn còn dùng rất nhiều. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Wai bian rơ ma? Bên ngoài có nóng không? Bủa rơ không nóng. Chín thiên thiên si hạnh hộ. Hôm nay thời tiết rất tốt. Rơ là thanh tư, cho nên từ bua nó đọc là bủa. Liền sau từ bua, từ nào là thanh tư thì bua sẽ đọc là bủa. Còn cái từ thanh tư nó vẫn giữ nguyên. Chúng ta cùng đọc lại nha. Wai bian rơ ma? Bủa rơ
今天天气很好，我们去散步吧。Chúng ta đi dạo đi, 我们去散步吧。好，được。Chúng ta lưu ý, gợi ý làm sao để nhớ ha, tức là bên trên, bên trái nó là bộ, đó là bộ thủ chúng ta gặp rồi. Tức là chúng ta dùng tay chạm vào các cái viên thuốc bên bên phải, nó chữ đó là chữ hoàng. Hoàng là các cái viên thuốc. Mà các cái viên thuốc như thế nào đang được nấu. Ở bên dưới có bốn chấm hỏa cho nên nó sẽ cảm thấy rất nóng. Đây là mình nghĩ ra cái cách để mình gợi ý cho các bạn dễ nhớ thôi. Chứ nếu các bạn muốn tìm hiểu về từ nguyên của nó xem thế nào thì các bạn có thể tra thêm các cái từ điển. Này mình tự gợi ý cho các bạn, mình tự nghĩ ra như vậy cho nó dễ nhớ thôi ha. Kế tiếp ta có từ thứ 10. Từ thứ 10 là liễn khoai. Âm tiếng Việt là lương khoái. Thì lương thấy cũng ít dùng rồi, nhưng mà từ khoái thì vẫn còn. Khoái, ví dụ khoái lạc là nó dùng chữ khoái này đây. Khoái cảm dùng chữ khoái này. Sảng khoái cũng dùng chữ khoái này. Và liễn khoai có nghĩa là mát hoặc là mát mẻ thôi. Mát mẻ. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Jin tian tian xi hen hao. Jin tian tian xi hen hao, hen liễn khoai. Hôm nay thời tiết rất là tốt, rất là mát mẻ. Tuy, xin zai wo men xu san san bu ba. Vâng, bây giờ chúng ta đi dạo một chút đi. Tuy bố chỉ, xin zai wo mãng là bu nẫn chi. Xin lỗi, bây giờ tôi bận rồi không thể đi được. Mỹ quán gì, wo yi ge ren chi. Không sao, tôi đi một mình. Wo yi ge ren, yi ge ren là một người. Wo yi ge ren dịch là một mình tôi. Chúng ta cùng đọc lại nha. Jin tian tian xi hen hao, hen liang khoai. Tuy, xin zai wo men xu san bu ba. Tuy bu qi, xin zai wo mang le bu neng qu. Mei guan xi, wo yi ge ren qu. Chúng ta lưu ý, nếu tách ra một cái từ khoai nó không, thì khoai có nghĩa là mau hoặc là nhanh. Cách dùng cũng gần giống như trong tiếng Việt và nó dùng rất là phổ biến. Như vậy ví dụ nè, xiao quán đi khoai lại ba, wo you shi yao ni bang mang. Bạn Vương ơi, bạn mau đến đây đi, tôi có việc cần bạn giúp đây. Chúng ta cùng đọc nhé. Xiao quán đi khoai lại ba, wo you shi yao ni bang mang. Và chúng ta lưu ý là để mà hối thúc ai làm một cái điều gì đó mau, mau làm cái việc gì đó, thì chúng ta cứ đặt cái từ khoai ở phía trước các cái động từ đó. Ví dụ như nếu khoai lại bà, khoai lại là đến đây mau đi. Khoai xua bà, nói mau đi. Nếu khoai chi zuo bà, mau đi làm đi. Khoai chi zuo bà, khoai chi là mau đi. Khoai chi zuo bà. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 11, đó là noàn hua. Noàn hua, âm tiếng Việt từ noãn cũng thấy ít dùng, nhưng từ hòa thì cũng còn. Âm tiếng Việt là noãn hòa, noãn hòa. Và nghĩa, cái nghĩa trong tiếng Việt, trong tiếng Hán hiện đại có nghĩa là ấm hoặc là ấm áp. Xin trai về chiến lần mà, bây giờ Bắc Kinh có lạnh không? Bù lần, xin trai về chiến noãn hòa là không lạnh, bây giờ Bắc Kinh đã ấm lên rồi. Noãn hòa. Từ lơ đặt ở cuối câu để chỉ sự việc đã có sự thay đổi so với trước đó. Miễn thiên, wo yao zuo huo che, qu Bei Jing, qu Bei Jing. Ngày mai tôi phải ngồi xe lửa đi Bắc Kinh. Ni you shi ma, bạn có việc à? Tuy, wo qu yi ge peng you jia. Vâng, tôi đi đến nhà một người bạn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xin zai Bei Jing leng ma? Bu leng. Xin zai Bei Jing noan huo la. Miễn thiên, wo yao zuo huo che, qu Bei Jing. Ni you shi ma? Tuy, wo qu yi ge peng you jia. Chúng ta xem cái lưu ý nè. Cái từ từ huo này nè, trước đây chúng ta gặp nó đọc là hở. Đọc là hở. Từ này nó có hai cách đọc cho nên mình gọi nó là từ đa âm đọc. Từ đa âm đọc. Và mỗi chỗ thì nó có một cái nghĩa khác nhau.
Phần này cũng có giới thiệu trước đây rồi. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 12 là chính thiên. Đọc là chính thiên. Âm tiếng Việt là tinh thiên. Từ tinh thì không thấy dùng ở đâu nhiều, nhưng mà từ thiên thì còn. Còn ví dụ tinh thần rồi những cái tinh đó là chữ tinh khác chứ không phải là chữ tinh này. Thiên thì còn nhiều. Chính thiên là ngày nắng. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Chín thiên hành rơ, hôm nay thật là nóng. Tuệ, chín thiên sư chính thiên, vâng, hôm nay là ngày nắng. Chín thiên xa vũ, nì chư xèo quảng gia ma, chiều hôm nay bạn có đi đến nhà bạn Vương không? Chín thiên xa vũ, chiều hôm nay. Nhắc lại một chút, tức là khi mà muốn diễn đạt về thời gian thì chúng ta phải nói cái đơn vị thời gian dài trước rồi mới ngắn sau. Như vậy phải là hôm nay trước rồi mới đến buổi chiều, cho nên mới là chín thiên xa vũ. Chúng ta lưu ý như vậy nhé, buộc phải nói như vậy. Chín thiên xa vũ thì suy xèo quảng cha ma, chiều hôm nay bạn có đi đến nhà bạn Vương không? Bù xa vũ khẩn rơ hoàn sang và chưa chi. Không, buổi chiều thì rất là nóng, tối rồi tôi sẽ đi. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Chín thiên khẩn rơ. Tuy, chín thiên sư chính thiên. Chín thiên xa vũ, nì chư xèo quảng gia ma. Bù, xa vũ khẩn rơ, hoàn sang và chư chư. Tha gia yuền ma. Nhà bạn ấy xa không? Tha gia yuền ma. Khẩn yuền, chư trai Trung Quốc diễn hãng tuy miền. Rất xa. Nó ở đối diện với ngân hàng Trung Quốc á. Ta vẫn nhắc lại là chiêu trai cũng giống như trai thôi, nhưng cái ý nghĩa nó nhấn mạnh hơn. Kế tiếp nữa chúng ta xem cái từ thứ 13. Như vậy là chính thiên là ngày nắng, và bây giờ ta có từ thứ 13 là yin thiên. Yin thiên là âm thiên. Âm là âm u á, âm dương á. Có nghĩa là ngày râm hoặc là ngày âm u. Từ âm vẫn còn dùng nhiều và từ thiên cũng còn dùng nhiều. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Chín thiên hành lẻng khoai, hôm nay thật là mát mẻ. Tuy, chín thiên sư yên thiên, vâng, hôm nay là ngày râm. Ní xì hoan yên thiên ma, bạn có thích ngày râm không? Xì hoan yên thiên hành lẻng khoai, vâng, ngày râm thì rất là mát mẻ. Xa vũ nì cho sầm mơ, thế buổi chiều bạn làm gì? Ngay bối cảnh này ta sẽ hiểu chiều, tức là chiều nay đó. Liễn tiền ban của chư dỗ chữ chi xin, 2:30 tôi đi bưu điện để gửi thư. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Chín thiên hành liễn khoai. Tuy, chín thiên sư yên thiên. Ní sĩ hoan yên thiên ma? Sĩ hoan. Yên thiên hành liễn khoai. Xiao Wu ni zhao shen ma? Liang dian ban wo qu you ju ji xin. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 14, đó là từ xia yu. Xia yu âm tiếng Việt là hạ vũ. Vẫn còn dùng. Vũ không là mưa, đó là danh từ. Và hạ là đổ xuống, rơi xuống, hạ là đi xuống á. Có nghĩa là đổ mưa thì mình có thể dịch là mưa hoặc là trời mưa. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nha. Ngoài biển xa dù ma? Ngoài biển xa dù ma? Bên ngoài có mưa không? Xa dù là mưa rồi. Na wo men bu neng qu xiao lin jia la? Na wo men bu neng qu xiao lin jia la? Na đây có nghĩa là thế thì. Nó có thêm nghĩa mới là thế thì. Thế thì chúng ta không thể đi đến nhà của bạn Lâm được rồi. Tuy wo zai jia xie xin, tôi ở nhà viết thư. Và chúng ta mở rộng là xa dù thiên, có nghĩa là ngày mưa. Ngày nào mà nó mưa từ sáng tới chiều vậy đó thì ta gọi là xa dù thiên. Và chúng ta cùng đọc lại cái đoạn đàm thoại đó nha. Ngoài bên xa dù ma? Xa dù là. Na wo men bu neng qu xiao lin jia la? Tuy wo zai jia xie xin. Và chúng ta xem cái ví dụ của ngày mưa nè. Xa dù thiên. Zuo tian shi xa dù thiên. Thiên chi phê sáng lợn. Hôm qua là ngày mưa, thời tiết cực kỳ lạnh luôn, tức là rất là lạnh. Chúng ta cùng đọc nè. Chỗ thiên sư xe dù thiên.
Thiên chi phê sáng lợn. Kế tiếp ta có từ thứ 15 đọc là tuê. Tuê, u e u đọc là tuê. Âm ở việc là chỉ đối thì vẫn còn dùng. Đối diện rồi đó thì vẫn dùng từ đối này. Đối sẽ có hai nghĩa. Một là đúng. Và hai là đối, đối với cái gì đó. Chúng ta xem nè. Ngoài biển phân hình ta. Bên ngoài gió rất lớn. Tuê, chín thiên, dè hẳn lợn. Ngoài biển phân hình ta. Bên ngoài gió rất lớn. Tuê, chín thiên, dè hẳn lợn. Hôm nay cũng rất lạnh. Và chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chỗ thiên xèo liến suy băng đi mảng mà. Hôm qua bạn Lâm có đi giúp bạn không? Sang của chiếu tiền thay chiếu lại là sang của chiếu tiền thay chiếu lại là 9 giờ sáng là anh ấy đã đến rồi. Từ chiếu ngay chỗ này nó sẽ chỉ cái việc gì đó mà xảy ra sớm thì nó dùng từ chiếu. Tha tôi của hình họ của phê sản sự hoan tha. Anh ấy đối với tôi rất tốt, tức là anh ấy rất tốt với tôi. Tôi cực kỳ thích anh ấy, tôi thích anh ấy vô cùng. Chúng ta cùng đọc nha. Chỗ thiên xèo liến suy băng đi mảng ma. Sang của chiếu tiền thay chiếu lại là tha tôi của hình họ của phê sản sự hoan tha. Và đến đây xin kết thúc phần 1 trên 3 của bài 7. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở video clip kế tiếp. Xin chào mọi người.